Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng 4 2008. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tu học tham thiền. Tu học tham thiền với cái đề tài là các bài thơ nhân đề là niệm Phật ở trong cái tập 2, như Quyển Thiền Sư trong cái tập 2 trang 24. Và hôm nay là tới kỳ thứ 34. Kỳ thứ 34 trong cái loạt bài mà tôi gọi là hướng dẫn tu học từ xa, mà tôi hướng các Phật tử về cái ý nghĩa tu học, về ý nghĩa tham thiền. Thì bữa nay mình tiếp tục học về ý nghĩa tham thiền, nhưng mà thiền về cái pháp môn niệm Phật. Tôi xin đọc lại cái bài thi nhan đề là niệm Phật. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, Thế Tôn toàn trí rõ không sai. Tán dương giác giả tâm thanh khiết, ai mộ mê nhân ý nhiễm ô. Gieo hạt khổ qua thu trái đắng, trồng cây đậu lạc nhặt nhân bồi. Mực đen sơ son đỏ tùy ưa thích, tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Ngày hôm qua cũng như lần trước thì chúng ta nghiên cứu khá rộng về cái đề tài, về cái nhan đề là niệm Phật. Bây giờ ta tuần tự đi theo từng câu một để ta nghiên cứu qua cái bài này, hướng dẫn ta, nhằm hướng dẫn ta cái gì, nhắc nhở ta cái gì. Thế thì ngày trước, lần trước, nếu các vị đã nghe kỹ đó, thì chữ niệm và chữ Phật thì cái quan trọng của trong đạo Phật đó, là ta nên nhớ rằng Đức Phật của ta, của chúng ta mà được tôn, người tôn giáo chủ của Ta Bà đó, không phải là đấng siêu nhân siêu nhiên, không phải là đấng bề trên, không phải là đấng cứu rỗi, mà Phật là ta, chính chúng ta. Thành ra mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Mình nhớ Phật thì Phật là luôn luôn là phải huân tập,
phải tôi luyện cái ý chí của mình rằng Đức Phật là một bậc, là nó có những cái đức, đó là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Vì pháp thân Phật là gọi là chánh nhân, Phật tánh. Mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn tu tập bát nhã, bồi dưỡng trí tuệ, đó là duyên nhân. Phải tu tập trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Và cái ngày mà gọi là thành Phật đó, là liễu nhân, là ta trở về với cái Phật tánh vốn có của chúng ta, trở về với cái tự tâm thanh tịnh, trong sáng, giác ngộ, và không có bị bất cứ một cái nguyên nhân khổ đau nào xâm phạm tới được, gọi đó là giải thoát, là niết bàn, cũng là trở về cái của ta. Cho nên gọi đó là liễu nhân, nó làm cho rõ ra, nó vẹt một con đường để mình trở về với cái đích, cái nhà, cái quê hương thanh tịnh, trong sáng, an lành, hạnh phúc, thường lạc đã tịnh vốn có của chính ta. Thế thì cái đó là các vị Phật tử gần xa để ý nghe. Cái lần trước tôi đã nói cũng khá rõ đấy. Bây giờ chúng ta theo dõi cái bài thơ này, bài thi này, niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài. Thế thì tu các pháp môn niệm Phật á, ở tu pháp môn tịnh độ mà chúng ta gọi là niệm Phật á, nó có cái nhiều cách vậy nè. Niệm Phật nó có gọi là cao thanh. Cao thanh là người ta niệm ra tiếng lớn. Ví dụ như niệm Phật A-di-đà, nhưng mà thông thường là người ta dạy các vị tiền bối, ta dạy mình niệm Phật A-di-đà, mình lấy danh hiệu Phật A-di-đà. Thậm chí Đức Phật Thích Ca là bổn sư của mình, mà mình cũng ít niệm nữa, mình chưa chịu niệm Phật A Di Đà. Thành ra niệm Phật A Di Đà gọi là tu pháp môn tịnh độ, nghĩa là mình hướng về một cái quốc độ, một cái cõi nước, một thế giới thanh tịnh. Tịnh độ là một chỉ độ là quốc độ, là thế giới, là cõi nước, chứ tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh đây á, nó không phải là thanh tịnh là vấn đề dơ dãi như mình tưởng, mà nó cái cõi nước đó là chúng sanh, cái cõi nước đó là không có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, loại bỏ hết những thứ phiền não nhiễm ô đó. Đối với đạo Phật là gọi là tánh và bất tịnh, là do cái phiền não nhiễm ô. Cái phiền não đó nó làm cho nhiễm ô con người, nó làm cho nhơ nhớp tâm hồn con người, nó làm cho con người bị đau khổ cung cực, thậm chí là con người phải khổ sở, luôn luôn ở trong khổ sở của giống như ba cái loại khổ sở là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh vậy. Cho nên là trong đạo Phật của chúng ta, khi mà nói tới chỉ cấu chỉ tịnh, nó không phải là dơ dãi như là cực đại tiểu dãi, nó cũng phải trong sạch như là các cái thứ mà mình rửa kỹ để ăn, để uống, để dùng. Cái đó là cái nghĩa thông thường của trần gian, Phật không cần nói người ta cũng biết.
Phật không cần chỉ cái nào là sạch, cái nào là dơ, cái nào là xấu, cái nào là tịnh. Phật không cần nói, ai cũng biết. Cho nên khi mà nói tới chữ tịnh, chữ xấu, bất xấu bất tịnh, bất tịnh bất giảm, thì cái chữ xấu đó là chỉ cho vô minh. Tôi nhắc Phật tử rằng cái chữ tất cả những cái ngu si, những cái sai trái, để nó làm cái nguyên nhân gây ra mọi thứ đau khổ đó là vô minh. Nhớ cái chữ đó. Chữ si tức là vô minh vậy. Tham sân và si, chữ si tức là vô minh. Chữ vô minh là nó bao hàm không có nghĩa nào mà nói cho hết. Nghĩa là nó đen tối cùng cực cho tới cái nào mà nó gây ra nguyên nhân của đau khổ đều là vô minh hết. Mà vô minh đó là nhơ đấy, là dơ đấy. Đạo Phật thì dạy vậy. Còn gột rửa loại bỏ hết cái vô minh, hết cái si á, thì gọi là tỉnh. Ở trong cái thế giới mà không có sai lầm, không có si mê, không có đen tối, không có vô minh, thì gọi đó là tỉnh, gọi là tỉnh độ. Do vậy cho nên là tùy kỳ tâm tỉnh là tắc Phật độ tỉnh, dục tỉnh Phật độ là tương tỉnh kỳ tâm. Câu đó kinh Duy Ma Cập dạy, câu đó là kinh Duy Ma Cập dạy. Mà câu kinh Duy Ma Cập dạy cũng rất là của kinh Quang Nghiêm dạy, gốc kinh Duy Ma Cập là gốc kinh Quang Nghiêm. Cái chuyện của ông Duy Ma Cật làm là bứng thế giới của chư Phật khác đem về thế giới Ta Bà để vô, mà thế giới Ta Bà không bị chật hẹp gì hết. Còn thế giới của chư Phật mười phương mình được bứng đem về đây đó, để chồng vô đó, cũng không bị tốt nhỏ lại. Cái đó là đừng có tưởng đâu là ông Duy Ma Cật ông có cái phép ông làm vậy. Không phải đâu, ta nói như vậy là để người ta dạy đó, ta dạy cái cách tư duy quán chiếu. Tư duy quán chiếu cái gì? Tư duy quán chiếu rằng là cái cõi Ta Bà này tức là cõi tịnh độ, được làm ra cõi tịnh độ được. Mà cõi tịnh độ đó ở ngay trong cõi Ta Bà này mà không cần có thêm bớt lớn nhỏ gì hết. Như vậy là Ta Bà cũng như Cực Lạc. Như tôi đã nói, nếu Phật tử thì có quán chiếu, có tư duy để ý đó. Nó giống như là cõi đài của chúng ta đang ở vậy. Giống như trong cái nhà của chúng ta đang ở vậy. Ở chúng ta đóng cửa kín bịch, không còn một kẻ hở thì gọi là cái nhà tối. Mà chúng ta mở toang cửa ra thì cái nhà đó là nhà sáng. Đóng cửa kín bịch hết thì dầu bên ngoài mặt trời có sáng trưng của mọi người trên thế giới đó, hiểu biết đó, sáng trưng vậy đó. Nhưng mà cái nhà ta đóng cửa kín bịch thì gọi là cái nhà tối. Là chúng ta rút cửa, kéo cửa lên, mở toang ra hết rồi thì nó là thành cái nhà sáng. Thế thì tối và sáng cũng một cái nhà đó thôi. Hay là chúng ta đóng cửa kính bịch thì gọi là nhà tối. Mà chúng ta có trong đó, nó có 10 cái bóng đèn, 1000 watt ở trong cái nhà đó, bật lên cái cốc thì thành cái nhà sáng. Chứ không cần phải đi thỉnh cái sáng, đi mời cái sáng ở chỗ khác. Thế cho nên là Ta Bà và tỉnh độ là vậy đó. Thế giới quế và thế giới tỉnh cũng là nó đó thôi. Tùy kỳ tâm tỉnh, tắc Phật độ tỉnh, hay cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Cái tâm chúng ta không có phiền não, không có vô minh, thì cái thế giới ta đang ở là tịnh độ. Bởi vì như tôi nói hồi nãy đã vừa nói trước đó, cái
định của đạo Phật là do không có si mê, không có phiền não vô minh, thì gọi là thế giới thanh tịnh. Còn có phiền não, có vô minh, có si mê là gây ra mọi nguyên nhân đau khổ thì gọi là bất tịnh, gọi là cấu. Chứ một thế giới thôi. Và nói hẹp là một cái tâm của chúng ta làm ra thành ra chúng ta đang ở thế giới tịnh, cũng từ cái tâm chúng ta làm cho chúng ta ở thành thế giới cấu. Để cái đó mà học hành mà tu tập, cho nên không có vụ lại nha. Tất cả đều một, không có lại lúc gì hết. Cho nên cái niệm Phật nó có nhiều cách. Niệm Phật là nhớ Phật, niệm Phật chúng ta nhớ Phật hoài. Nhà ghi chữ niệm mà thông thường ta định nghĩa có cao thanh niệm, đó là niệm tiếng lớn. Niệm tiếng lớn gọi là niệm cao thanh. Thì không niệm, không niệm tiếng ra tiếng lớn gọi là mặc niệm. Mặc niệm tức là cái niệm thầm. Có người ta niệm thầm. Rồi số châu niệm. Số châu niệm là ta niệm bằng cái cách là ta làm chuỗi đó. Các Phật tử thấy đó, chứ tăng ni cũng phải hiểu như vậy. Niệm Phật mà mang chuỗi đó ta gọi là số châu niệm Phật. Đó là một cách niệm Phật A Di Đà. Tôi nói đây là niệm Phật A Di Đà thôi đó nghe, chứ không phải là niệm Phật là chỉ niệm ông Phật A Di Đà. Niệm Phật là niệm pháp thân bát nhã giải thoát. Niệm cái ông đó đó, tên gì không cần nói. Niệm ba cái đức pháp thân bát nhã giải thoát là niệm Phật. Còn như tôi nói cái cách mà niệm Phật như là cao thanh niệm, tức là niệm tiếng lớn. Mặt niệm là niệm thầm. Rồi số châu niệm tôi đang nói đây đó là tôi nói về người ta học cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà là một pháp môn thôi. Chứ niệm Phật không phải niệm một ông A Di Đà như vậy là hết Phật rồi, là trúng rồi, không phải. Cho nên là các vị mà có chuỗi đó, các vị mua chuỗi đó là niệm bằng cái cách gọi là sổ châu. Chỉ châu đó là để chỉ cho cái hộp chuỗi, gọi đó là hộp châu đó, mình gọi là hộp chuỗi đó. Thì ai muốn mua chuỗi thì mua, ai không mua thì thôi. Cho nên là tôi đây tôi nói thành thật thì tôi nói nghe nó cũng kỳ phải không? Chứ tôi thấy có những người mà mua chuỗi hộp bằng cái cán dao vậy đó, bằng cái trái chanh vậy đó, xỏ cho chuỗi dài tới đầu gối, rồi sâu mang trên người, sâu lần trên tay á. Tôi thấy nó tật quá sức tật. Thành ra tôi buồn, tôi bụng mà mình nói ra đâu có được. Rồi có người tôi mua chuỗi hộp á, một sâu vậy 3-4 triệu bạc. Cái hộp bằng trương hộp đậu phộng vậy đó. Thì sao chuỗi cũng dài tới rúng. Rồi có người thì mua cái chuỗi của Nhật Bổn gọi là Bồ Đề Tinh Nguyệt Tử. Mình không biết cái hộp gì mà họ tiện làm sao mà nó còn cái xung quanh đó thì nó có lâm nhâm như là cám. Lâm nhâm như cám vậy đó. Nhưng mà cái hộp đó thì cái màu chất xám vàng. Rồi trong toàn cái hộp đó nó có cái dấu tròn lớn. Lớn bằng trường cái cộng chiên nhang, bình thường cộng chiên nhang vậy đó. Còn cáp cái kia thì nó chỉ học lâm nhâm nhìn như cáp như bụi vậy thôi. Thì người ta đặt tên cho nó là Bồ Đề Tinh Nguyệt Tử. Người ta gọi là Bồ Đề, người ta nói cho mình mê vậy đó, chứ nó Bồ Đề gì? Bồ Đề là chỉ có con người mới có Bồ Đề thôi, chứ không phải cây gì là cây Bồ Đề hết á.
Chỉ có con người mới có Bồ Đề. Bởi chữ Bồ Đề là giác. Đạo Bồ Đề là giác, là thế giới giác đạo. Còn người mà Bồ Đề ta gọi là giác giả. Cái hộp đó gọi Bồ Đề là để là cốt, là để bắn ra mắt. Tôi gọi Bồ Đề tinh nguyệt. Chứ tinh là những cái đốm đen mà lâm nhâm á, như bụi như cáp là ta gọi là để ví cho tinh là sao. Còn cái lỗ mà tròn tròn lớn bằng cái đầu cũng tâm nhang đó thì ta để ám chỉ cho nguyệt, cho mặt trăng. Thì ta đặt ra thôi, không có cái gì quan trọng hết. Ta gọi là Bồ Đề tinh nguyệt tử, bán sâu cũng vài ba triệu à, cũng chuộng dữ á. Thì có người mua về niệm, mà niệm thấy nó lâu tốt quá, rồi lấy đậu phộng chà vô rồi vuốt, mỗi ngày cứ cầm vuốt vuốt riết là cũng bấm lên nước á, giống như mình lau bàn lau ghế lau riết lên nước vậy thôi. Ai lau thường thì cái cây cơm xe, cái cây sắt nó lên nước bông dẹn vậy đó. Thì Bồ Đề tinh nguyệt tử vậy đó, người ta thấy niệm lâu lên quá người ta không nể, rồi mình phải lấy dục phẩm mình vuốt, ngồi không vậy đó, cứ vừa nói chuyện gì vuốt riết rồi bấm vậy đó, để cho người ta tưởng mình niệm Phật nhiều. Chứ kỳ thật ra là họ không phải bấm mà quý. Thế thì cái đó gọi là Bồ Đề tinh nguyệt tử, mình niệm như vậy, cầm chuỗi như vậy, bất cứ là bằng gì, bằng Bồ Đề tinh nguyệt tử hay là bằng cái hộp cây gì ở trên núi Việt Nam mình cũng có, nó nhăn nheo, nhưng mà cái hộp cũng khắc cứng, người ta cũng tiện lại, người ta gọi đó là hộp kim cang. Ta gọi đó là hộp kim cang, chứ còn không có kim cang gì hết á. Cái hộp cây gì đó nó giống như cây dung vậy. Cây dung ở trong rừng nó cái hộp giống y như vậy, nhưng mà người ta khéo tiện cái thành ra nó tròn lại, người ta gọi là kim cang. Chứ kim cang là nói nghe cho nó lạnh lùng vậy, là cho ta sợ. Bởi vì trong kinh Phật nó có cái từ kim cang bát nhã ba la mật kinh, kim cang. Mà sự thực sự cái chữ kim cang đó không có cái gì ghê gớm ở trong hết. Cái chữ kim cang đó, kim cang hay là kim cương, miền Bắc đọc là kim cương, miền Nam lục đọc là kim cang, là để lấy cái chất cứng của kim cương mà ví dụ cho cái trí tuệ bát nhã ba la mật đó. Khi mà người mà tu học nó, mà tôi luyện nó rồi đó, thì phiền não vô minh không xâm nhập được. Bất cứ cái luận lý, cái tà thuyết của ngoại đạo kiểu nào, từ đâu, bao nhiêu cũng không có làm lai chuyển được cái trí tuệ, cái tâm hồn của cái người mà thọ trì, mà học đọc tụng, mà ứng dụng tu tập về cái bát nhã ba la mật. Cho nên cái kinh đó gọi là kim cang bát nhã. Tôi dùng cái trí tuệ bát nhã, tôi ví nó cũng như là cái chất kim cang, chất kim cương. Kim cương là cứng dữ lắm, cho nên cũng đồng thời là cái chất thủy tinh giống nhau, dòm coi nó sáng suốt vậy đó. Mà ta gắn cái đầu kim cương vô trong một cái, ta làm cái dao để cắt kính đó, ta gọc một cái rẹt, cái là kính 5 ly, mà ta gọc cái rẹt, cái ta bẻ cái rớt. Rồi còn kim cương nhân tạo, ta gắn vô trong cái đầu máy khoan, để ta khoan lấy dầu lửa, rồi khoan cái là đụng đá, ta cũng khoan luôn đá. Chứ không có cái chất thép nào mà khoan đá nổi đó. Thép mà làm nó là khoan đá thì đá nó mòn thép, chứ không lủng. Còn cái chất kim cương đó nó mới là lủng được đá. Vì vậy mình ta lấy cái kim cang, kim cương đó để dù cho chất cứng nhất, vậy thôi. Thế nên cái học Bồ Đề cũng là cái cách thức để ghi lại cái số lời mà mình niệm, cái câu mà mình niệm, cái danh hiệu mình niệm. Kim cang cũng vậy, Bồ Đề cũng vậy, rồi chuỗi hổ cũng vậy. Hổ phách là tại mình làm cho nó đẹp, chứ tu theo đạo Phật mà mê cái số chuỗi đó thì chặt rồi, mê cái số chuỗi mấy triệu đó chặt rồi. Người ta lấy cao thần dung người ta khoét, người ta làm, mà nếu ta niệm tốt thì cũng được, cũng quý vậy đó, chứ không cần gì phải chuỗi hổ bóng giỡn gì hết á.
quyết để làm gì. Thành ra ta làm nhiều lắm thì là dụng ý là vừa vào đó để cho nó đừng có quên. Nên niệm một niệm là lành một hạt. Còn người nào người ta niệm đó là như là cao thánh, người ta niệm bỗng vậy thôi, mặc niệm người ta niệm thầm trong người ta. Còn mình muốn sổ châu thì mình niệm vậy thôi, không có cái gì ghê gớm ở trong đó hết á. Mua không mua thôi không sao hết. Cho nên là người ta mua mà ta làm kỳ quá, thành ra tôi không mua. Tôi có, sau đó có người cúng cho tôi sau chuỗi hổ mấy triệu bạc vậy, tôi thôi cảm ơn không lấy. Là lấy mà tôi không có gì tôi phục ở trong đó thì tôi lấy, tôi bắt công phải thọ cái ơn mà tôi không quý cái đó, cho nên tôi không lấy. Mấy triệu à, lấy bán cũng được lắm mà không lấy. Thành ra là tôi không mua, không lấy, không niệm, chứ không phải là không có. Nhưng mà gần đây đó tôi chụp hành chơi đó. Tôi gọi là chơi mà. Thì tôi chụp hình ở trong cái tập thơ đó cũng chuỗi. Cũng chuỗi hộp to rồi cũng có sách tay rồi ngồi đó. Các vị nào có thấy cái hình tôi rồi, có người lại nói tôi bây giờ bộ trở quẻ rồi. Nói tôi trở quẻ rồi. Chứ kỳ thật là tôi nói để tôi ngầm nói với Phật tử rằng là tôi thứ gì cũng được. Muốn nói tôi tịnh độ là tôi cũng tịnh độ đây. Mà nó nói tôi là thiền sư thì tôi cũng thiền sư đây. Mà tôi nói là mật chú tôi tụng cho các vị nghe. Tôi tụng mật chú. Mật chú gì tụng cũng rất là ngon lành. Rồi nghĩa là nói chung là trong các cái thứ trong thầy chùa là tôi làm được hết. Cho nên là tôi gặp cái hình đó là để nói lên là có người cật chấn tôi. Nói tôi bây giờ sao kỳ vậy, hồi đó giờ thiền sư rồi giờ lại mang chuỗi kè vậy, cái sách cái đeo. Rồi tôi nói vậy đó, là chơi vậy đó. Vì nào thấy thì muốn hiểu sao nó hiểu, hiểu sao cũng được hết. Đấy, ý đó là sổ châu đó, chứ không có gì hết, chứ đâu phải tôi xách cái đó để tôi quý hơn, cho tôi không xách. Đâu phải tôi mang chuỗi, tôi đeo chuỗi quý hơn, không đeo chuỗi, không có cái đó. Kể cả tất cả Phật tử trên thế giới đối với tôi cũng vậy thôi à. Các vị mang chuỗi dài tới đụng tới dưới đất thì cũng vậy thôi à, không có nhầm gì tôi hết trời. Mà không mang tôi cũng không nói rằng là các vị không tu. Tu khác, niệm Phật khác. Có khi mang thì kè đó mà không niệm cũng có. Mà niệm là bằng cái đó cũng không có tác dụng gì hơn là người ta niệm thầm hay là người ta trì danh niệm Phật. Nó còn, tôi nói nãy giờ chưa hết gì hết, vô niệm đó. Còn người ta hỏi tại sao sâu ngắn sâu dài không có gì lạ đó. Cái sâu ngắn là quan trọng hơn á. Cái sâu dài là còn có nhân tới nhân lui á. Lấy cái phiền não này cộng với phiền não kia rồi nó ra nhiêu, rồi lấy cái số cộng đó nhân cái kia ra nhiêu, nhân 2-3 lần nó thành ra 108, cái sâu 108 là lấy phiền não rồi cộng với phiền não rồi nhân với phiền não rồi nhân luôn lần nữa, nhân 2 lần nó thành ra. Thành ra đại để là có 3 lần có nhân, nó thành ra tâm cái sâu 108. 108 hạ là để tiêu biểu cho 108 cái thứ vô minh phiền não. Thế giống như là cái ông bất động pháp sư Đại Nhật Tống bên Tàu mà mình lập ra cái nghi thức sám hối hồng danh á, từ đầu tới cuối là 108 lại. Cũng để tiêu biểu rằng mình lại 108 lại này để mà trừ diệt, để mà dứt sạch, để gột rửa 108 cái phiền não. Đó là tượng trưng là muốn lấy cái tiêu biểu vậy thôi. Chứ còn lại cái đó mà cũng không có trừ được món phiền não nào cũng có. Niệm mà đang lại sám hối 108 vậy đó. Mà ở nhà mà nghe nói người ta dịch hụi cái đầu hụi đó hết nghe là 12 tỷ. Thì thử coi nó có trừ được phiền não nào không.
Hay là mình nghe nói ở nhà là mình mới vừa đi lại sám hối đây thì có tin lại nói ông xã ở nhà nghĩa là cải tủ lấy hết 12 triệu đem đưa cho con của bà nhỏ. Thử coi coi có trừ được cái món phiền não nào. Cái này có. Và cái đó có thiệt đó nha. Tôi nói chơi mà thiệt đấy. Vừa lại sám hối vừa đi chùa là nghe có tin ở nhà nghĩa là ông xã lấy chìa khóa mở tủ sách. Nó tương tương là hãy miếng đi khỏi là ông ta hay mở để lấy mớ đem cho bà nhỏ thì nghe là đã tào máu lên rồi thì phiền não nào mà trừ được nữa. Cái tào máu đó, cái giận tức đó, cái bồn chồn mà để lập tức là ra về đó là ý tham trong đó, để ý sân trong đó, để ý si trong đó, nó biểu lộ ra đó rồi thì đang lại đó, nó có trừ được cái phiền não nào đâu. Cho nên là cái mục 108 đó, không ăn thua gì hết á. Chơi giờ ai muốn mua chuỗi dài mua, ai muốn mua chuỗi ngắn là mua, chứ không ăn thua gì. Thì sám hối là 108 lại là để nói vậy đó, cũng nhân qua nhân lại các cái thứ vô minh phiền não thành ra 108. Ông tổ đó ông cũng làm vậy. Rồi còn cái 18 là theo tôi đó, cái sâu 18 đó là các bà các ông người đi muốn đó thì cầm cái sâu đó gọn hơn, khỏi mang lại kè. Những cái sâu 18 đó để nói lần hai mình nắm cái sâu chủ đó, có nghĩa là mình nắm sao ca. Có chừng hãy làm chủ nhãn căn, thấy sắc. Con mắt đừng có lao liền nghe thanh, nghe âm thanh, nghe cái gì đó, nghe nhạc buồn đừng rủ rượi tâm hồn, nghe nhạc vui đừng có nhả dựng. Có lần tôi nghe bên Mỹ có cái buổi hòa nhạc nào đó mà nhạc hay quá, cái lời dân Tây Phương mà nghe nó khoái quá, cái cỡ 3.000 người nó nhộn lên, nó nhảy cả hội trường, rồi lần đó cũng chết mấy người nó hứng quá, cho nên là đã không biết là có thuốc lắc hay không mà mình không biết, nên nhảy giết rồi nó lăn trong đó, rồi cảnh sát rồi gì thì giúp đỡ cũng không nổi, rồi cũng có chết mấy người, rồi đồ đạc tan hoang hết đấy. Nghe nhạc mà nó vậy đó, cho nên mình nắm cái sâu chuỗi rồi mình phải làm chủ được là nhĩ căn. Để cho nghe thì có khoái đi nữa cũng khoái, chứ kiểu nào đó thôi, chứ khoái cái kiểu mà nó dễ diện do nhĩ căn mà nó tác động tới thân tới ý đó, thành ra nắm cái đó phải làm chủ nhĩ căn, để làm chủ tỷ căn, làm chủ thiệt căn, làm chủ thân căn, làm chủ ý căn, đó là mình làm chủ lục căn là sáu món rồi đó. Rồi đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái cảnh đó đừng để cho nó thành là tầng. Nếu mà mình nghe thanh mà mình đam mê, mình nhảy dựng rồi đập đổ hết cả sân khấu vậy đó, cái buổi hòa nhạc đó, thì cái thanh đó nó thành ra thanh tầng là, bởi vì nó làm cho nhiễm ô. Nhiễm ô gọi là cấu, chỉ cấu là vậy đó. Thanh tầng thanh, bây giờ nó trở thành là thanh cấu, thanh tầng là cấu. Đây, nhìn cái sắc cũng vậy. Sắc thì các cái người diễn viên người ta đẹp đấy, nhưng mà nếu mà mình không dằn được cái thèm muốn mà cái thương yêu hắn, mình nhào lên mình ôm mình hùng đại đi, thành cái sắc là thành sắc trần, rồi cảnh sát bắt. Chứ còn qua bắt mê nhân tự mê, mà như diễn viên điện ảnh hay là diễn viên sân khấu, người ta đẹp dễ kệ người ta, ở đây mình nhào lên mình làm rối loạn cho nó, cảnh sát mời. Thành ra cái sắc nó thành ra sắc trần như vậy đó. Chứ còn để người ta hát, để người ta ca, để cho mình nghe, mình thưởng thức bằng nhãn căn thôi, bằng nhãn thức thôi, thì nó không có trần, sắc không có trần. Mà nhào lên ban đầu là giả đò tặng qua, rồi lần lần cái gì nhào lên chụp đại như vậy đó, thành ra nó loạn hết trơn, thành sắc trần. Thế thì nắm cái đó là mình phải sắc nha, thanh hương vị xúc pháp, sáu cái cảnh thuộc về sắc đó, thuộc về ngoại sắc đó, mình phải làm chủ.
Đó là 12 hột rồi đó, 12 hột đó. Rồi mình làm chủ ý thức của mình nữa. Mình phải kềm chế về cái tâm thấy, đừng để cho tâm thấy nó biến thành dục vọng. Cái ý thức của mình á, cái nhận thức của mình á, kềm chế tâm thấy, đừng để cho tâm thấy biến thành dục vọng. Rồi kềm chế nhĩ căn, rồi kềm chế ý nhĩ thức, đừng để cái nhĩ thức nó làm chủ mình, nó xúi dục mình, nó biến thành dục vọng. Đấy, thế thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mình phải hết sức đề cao cảnh giác, mình làm chủ nó. Đó, đó là sao căn, sao cảnh và sao thức. Cả cái vũ trụ này nó hình thành, nó cấu tạo, nó tương quan tương duyên, nó nương gá nhau để có cái vũ trụ bao la này. Từ cái hữu hình với cái vô hình đều là nằm trong sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Vì vậy cho nên mình nắm cái sâu chuỗi 18 hộp đó, có nghĩa là mình phải làm chủ sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Công dụng của sâu chuỗi là vậy. Vì vậy mà ta làm cái sâu chuỗi đó để mà niệm Phật. Có nghĩa là niệm Phật thì phải làm chủ sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Đấy, ý nghĩa là vậy. Mà nếu mà mình làm chủ được rồi thì không cần mua, khỏi tốn, khỏi lần. Cho nên tôi muốn lần, tôi lần, tôi giả đò, tôi chơi, tôi mua chuỗi vậy đó. Mà nói đúng tôi không có mua, người ta cho, tôi không lấy. Rồi lúc nào muốn thì cũng mua đại như vậy đó, để cho có chừng, để cho mấy người nào mà họ muốn thấy chuỗi mới gọi là tu đó. Mình cũng giả đò. Ở đây, tôi cũng thầy chùa đàng hoàng đấy. Chứ mình không có cái sâu chuỗi mà nói mình không phải là chùa nha. Kỳ vậy đó chứ. Cho nên là mua để giỡn với những người học đạo mà không hiểu đạo Phật đó. Họ nói mình thầy chùa mà sao không có chuỗi, thì mình nói đây tôi có chuỗi đây, tại tôi chưa mang chứ tôi có đấy. Cũng như trong đạo Phật nó có cái từ thầy chùa chim chuột á. Thầy chùa chim chuột nghĩa là không có tu thiệt, tu giả. Vô chùa thì làm ăn kinh doanh tiền bạc đủ thứ tiền tài danh lợi, tài sắc danh thực thì đủ hết á. Cho nên là đi ra mà làm kinh doanh thương mại với người ta thì cũng đủ nghề, đủ tiền, đủ thứ tính ta. Nhưng mà tới chừng là mời lên để chiến trai, để làm cho tâm đó, thì mình đổi màu đắp y mang chuỗi rồi vô mình lên mình ngồi mình chiến trai. Thì trong đạo Phật đó mà, đây là các vị tiền bối đó, họ dùng chữ thầy chùa chim chuột. Nó cần thế gian mà để chức tước địa vị thì mình lên mình thương mình ngồi để lấy chức tước địa vị với người ta. Rồi vô đạo Phật đó, cần là y hậu chỉnh tề thì mình cũng làm y hậu chỉnh tề với người ta. Nó giống như là có cái loại dơi, cái loại dơi đó miễn mà chuột lại với chim mà quấn lộn nhau mà chim thắng thì dơi nó bay lên nó nói tụi mình thắng rồi, tôi cũng như bay với các anh nè, tôi là thuộc về chim mà. Rồi chuột thắng thì ảnh xếp cái cánh anh lại, ảnh lò mò ảnh bò chứ, thì ảnh đâu có lông vũ đâu, dơi không có lông vũ, thành ra ảnh nói tôi là chuột mà. Đó, trong đạo Phật các vị tiền bố có gọi là cái thứ tu sĩ mà không có thành thật đó, ta gọi là thầy chùa chim chuột. Chỉ con dơi làm được cái đó thôi. Cái chim mà chim có lòng vũ thì mình làm mình giả đò mình nhập bọn chuột nó đâu có chịu. Thành ra là chỉ có dơi là không có lòng vũ, cho nên nhập bọn chuột nó tôi là chuột, tôi là cùng hỏi với anh theo ta mà là làm chuột. Chuột thắng là nhảy xuống làm chuột, còn chuột thua là bay lên ráp với chim đấy. Tôi đây bằng khớp tôi bay với anh đấy, các anh bay tới đâu tôi bay tới đó cơ mà. Thì chuột chim chuột
mấy ông tổ rầy á, rầy những người mà tu giả đó vậy đó. Chứ đâu phải tổ không có rầy, Phật cũng rầy, tổ cũng rầy. Còn như tôi nói đây cũng nói lại những cái thật thật vậy đó, cái nào ai có sai thì sửa, ai không sai thì thôi. Cho nên là cái cấp mà niệm chuỗi đó, tôi nói vậy các Phật tử để ý đó, là chẳng qua là sổ châu niệm Phật thôi. Cho nên muốn mua chuỗi, mua không sao, cũng không cần mua chuỗi, mua chuỗi lỡ mất là đau khổ, mà đau khổ tức là cái tâm tham của mình còn, và cái tâm mà đam mê vật chất sang đẹp quý của mình còn, là mình lỗ đó nha. Cho nên niệm mạnh gì cũng được hết á, lấy cần dung xỏ vô niệm cũng được. Còn bằng không thì thôi, không thì mình niệm bằng cao thanh niệm, mạch niệm, rồi đây là còn sổ tức niệm nữa, sổ tức nữa chứ. Sổ tức niệm hồi tôi cái này thỉnh thoảng tôi cũng có nói là mình niệm Phật theo hơi thở. Niệm Phật theo hơi thở đó thì là hiện giờ đó tôi biết đó là có thầy Nhất Hạnh, người ta gọi là thiền sư chứ thầy Nhất Hạnh không cần cái chữ đó cũng được, đặc biệt là ông thầy Nhất Hạnh là ông ngon cái đó, ông là tiến sĩ, dường như là nhiều thứ tiến sĩ cũng được, nhưng mà ông không bao giờ ông khoe ông là tiến sĩ, mà ông là trên đại đức từ lâu rồi, cho nên kêu ông bằng đại đức cũng được, nhưng mà ông không cần chỉ đại đức, kêu bằng thượng tọa thì cũng dư từ lâu rồi, mà thấy cũng không cần cái chữ thượng tọa, thì kêu hòa thượng cũng dư từ lâu rồi, mà thầy Nhất Hạnh không cần cái từ hòa thượng, rồi kêu bằng thiền sư là tại vì không biết kêu bằng gì, ta tỏ vẻ ta gọi là ta hơi quý, kêu bằng thiền sư thì thấy cũng chịu là thiền sư. Chứ còn đối với thầy Nhất Hạnh là kêu bằng thầy là phải chịu rồi. Ồ, thầy có cái chỗ đó, và cái chỗ đó tôi rất là bằng lòng chỗ đó, cho nên bản thân tôi cũng vậy nè, là tôi là nó đủ thứ rồi đó, những cái tên đó là tôi đã có đủ rồi đó, mà tôi thích là ai kêu tôi bằng thầy được rồi. Bởi vì sao mà tôi nói như vậy, là bởi vì ông Phật Thích Ca như vậy thôi. Thích Ca là Ta Bà giáo chủ đó, mà Đức Phật dạy là Nam Mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì chúng con qua về nương tựa với đấng giáo chủ của thế giới Ta Bà, ngài là có khả năng điều ngự trưởng phu, chinh phục tất cả những tà ma ngoại đạo quyển hoặc quan đường gì, ngài có khả năng hướng dẫn tu tập để trở về con đường chánh. Nếu những bậc trưởng phu mà sai lầm cỡ nào, ngài cũng có đủ sức, đủ trí tuệ, đủ biện tài để cắt nghĩa, để giải thích, để cung cấp cái lẽ phải, con đường chánh cho người ta tu, gọi là điều ngự trưởng phu. Điều ngự bổn sư Thích Ca. Đức Thích Ca là bổn sư của con người nào còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì Phật Thích Ca đủ khả năng làm bổn sư, là ông thầy ruột của những người đó. Thế thì Phật Thích Ca là bổn sư của, nếu 8,4 tỷ người trên thế giới này mà bằng lòng đi theo vào con đường của đạo Phật, thì Đức Phật cũng chỉ là bổn sư thôi à, chứ chẳng cần kêu cái ông gì lớn hơn nữa, mà không có cần cái chỗ đó. Cho nên đối với tôi dễ lắm, ai muốn kêu bạn gì kêu, có người kêu bằng anh cũng được, thì tôi nói vui, nói téo mà, tôi nói kêu cái gì tôi cũng không sợ hết, chỉ có kêu bằng Dương thì tôi hơi ngượng ngượng chút vậy. Kêu ngượng ngượng vậy thôi, chứ người ta kêu cũng không có sao hết, nó đâu có dính gì với mình đâu. Thì cái từ Dương thì nghe nó hơi kỳ chút, hơi ngượng ngượng như vậy là không sao hết. Đấy,
là thầy Nhất Hạnh là ông thầy đang dạy cái pháp môn tu đấy, thiền đấy nha, niệm Phật đấy. À, nhưng mình thiền về sổ tức, thường thường là đi thông thả, rồi niệm Phật cũng thông thả, niệm Phật tập chánh niệm theo hơi thở, niệm Phật cũng được, nhưng mà chánh niệm cũng được. Chánh niệm là ta có cái niệm mà ta nhớ, niệm Phật là để nhớ Phật đấy. Thì đây là cái câu đầu đó, niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài. Mà chúng ta nhớ Phật là nhớ pháp thân, nhớ đức Bát Nhã, nhớ đức giải thoát của Phật, nhớ đức nào trong ba đức đó đều gọi là niệm Phật được hết. Thành nên vừa đi mà vừa niệm Phật, thì tu như vậy đó ta gọi là sổ tức niệm Phật. Chưa hết, cái chữ Phật đó tôi còn nói nữa thôi nha. Phật là Như Lai đó. Phật là Như Lai. Như là gì? Lai là gì? Phải niệm Phật là niệm Như Lai, chứ không phải là niệm cho ông mà ngồi trên bàn. Cho nên nó khổ lắm. Nói tới đó rồi nó buồn cho cái cách mà truyền bá của đạo Phật của ta đó ha. Người ta không biết người ta có phải là lợi dụng hay không, mình không dám nói cái đó. Nhưng mà người ta truyền bá cái kiểu tu hành không có trúc. Ta truyền bá người ta làm ra Phật ông này là 49 thước, cần gì phải 49, 48 là có sao không? Rồi mà 50 có sao không? À mà phải là 49 thước, rồi 100 thước, rồi 120 thước để cho nó cao hơn ông Phật kia, rồi 150 thước, rồi đây ta làm tới 200 thước. Thợ Mỹ ta cắt cái nhà nghĩa là 100 tầng, 100 tầng, 101 tầng, rồi mỗi tầng vậy là có gì là 3 thước rưỡi, mà 100 tầng là 300 mấy chục thước bề cao kia. Thì cái cao ra chẳng qua là để nhà ở nhiều tầng vậy thôi, chứ có gì quý đâu, ở nhiều người vậy thôi. Còn như Phật mà mình làm cái tượng 1 thước, rồi 3 thước, rồi 5 thước, rồi 49 thước, rồi 100 thước, hay là 120 thước, không có gì quan trọng hết. Cái dạy tôi như vậy là tội nghiệp lắm. Phải dạy người ta niệm Phật là niệm Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai giả là tức chữ Pháp như nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố nhân Như Lai. Như Lai là gì? Tức chữ Pháp như nghĩa. Đó là bản thể chân như của vạn pháp. Bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp. Cho nên niệm cái bản thể chân như của vạn pháp thì cái tự tánh của cái chân như đó nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ. Cái bản thể đó nó không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có đoạn, không có thường, không có đến, không có đi, không phải một, không phải khác. Đó là cái bản thể chân như. Mà ta định nghĩa một cách nữa, ta gọi là chân bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Cái bản thể chân như đó là chân bất khả khiển, có nghĩa là anh muốn đánh đổ nó, anh bôi nhọ nó, anh muốn tiêu diệt nó, anh không đánh đổ được, không bôi nhọ được, không tiêu diệt nó được. Đó là chân là bất khả khiển. Còn như là bất khả lập, là anh muốn thêm nó, thêm cho nó, giúp đỡ cho nó, bồi dưỡng cho nó, bất cứ bằng cách gì cũng đều không thêm cho nó được, không bồi dưỡng cho nó được, không tô điểm, không trang trí thêm được cái gì nữa hết. Bởi vì nó tuyệt cái mức, nó hoàn hảo tới cái mức mà anh không còn thêm gì được.
cũng như một cái hòn bi mà nó thiết tròn rồi đó. Nó thiết tròn rồi đó thì nếu mà anh thêm cái chỗ nào nữa là chẳng qua là anh thêm làm cho cái hòn bi đó nó không tròn thôi à. Chứ nó không còn cách nào nữa được hết á. Cho nên là cái từ viên và mãn đó, chứ mãn là nó đầy đủ lắm rồi. Giống như cái bát nước mà nó đầy tới xét rồi thì nó mãn rồi đó. Để xét rồi thì anh thêm như một nhỏ giọt nữa thì chẳng qua là nó tràn ra vậy thôi, chứ nó không có đựng nữa được. Vì nó đã mãn rồi, đã đầy rồi. Đường viên là tròn, nó tròn chỉ có cái hòn bi mà thiệt tròn đó là với cái bàn mà thiệt thẳng rồi đó là cái hòn bi đó anh để bề nào là hòn bi nó cũng đứng hết đó. Đó nếu nó thiệt tròn là để kiểu nào cũng đứng mà nó không cần lăn. Còn tất cả các cái gì nó đều có lăn, đều có nghiêng, đều có đổ, mà cái hòn bi mà thiệt tròn chứ để trên cái mặt bàn thiệt thẳng là ha, để là đứng. Không có cái vụ xê dịch và lăn nghiêng gì nữa hết á. Cho nên cái chữ viên mãn người ta cũng còn phải thiền định, người ta mới thấy được cái nghĩa của chữ viên và mãn. Cho nên là niệm Phật đó, mình mới niệm Như Lai mới là sâu sắc nhất. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai không có cái, không có lúc đến và cũng không có lúc đi. Diệt hữu nhân lai, nhân ngôn Như Lai diệt lai, nhật khứ, nhật tọa, nhật ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai, người nào nói nghĩ Phật Như Lai mà có đi, có đến, có nằm, có ngồi, là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật. Cho nên là tôi coi trong cái chuyện Tây Du mà người ta làm cái phim của đường Tam Tạng đi Tỉnh Kinh đó, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế mời Phật Tổ Như Lai lại giữ hội bàn đào á, tôi thấy cái đó tôi cười mọi người. Và cười cách nghĩa là vừa thương xót mà vừa mỉa mai. Phật Tổ Như Lai mình đi dự hội bàn đào rồi nghe lời Ngọc Hoàng rồi vẽ rồi cái lá bùa rồi để mà đưa cho người sai người đi dán ở trên cái Ngũ Hành Sơn để đè Tôn Hành Giả, đè Tôn Ngộ Không. Vậy đó mà người ta cười được, người ta cũng phục Như Lai chứ, người ta quý Phật Tổ Như Lai. A Di Đà Phật, tôi coi cái đó tôi cười mình tôi à. Bao nhiêu người nghe tưởng tượng rằng là Phật Tổ Như Lai của ta là vậy đó, rồi cho là Phật Tổ Như Lai của ta là ngon lành đấy chứ. Tại Thiên Đại Thánh Ngọc Hoàng cũng phải thua. Tại Thiên Đại Thánh mà Loạn Thiên Cung Chư Thần trống quái đó là bắt là triều đình của Ngọc Hoàng á, là trốn chạy hết, còn Ngọc Hoàng là phải chung với Gầm Dương. Vậy mà Phật Tổ Như Lai nghĩa là đưa cái bàn tay lên mà Tề Thiên nhảy không khỏi, rồi cuối cùng là cái bàn tay đã ập xuống cái thành cái Ngũ Hành Sơn, rồi đè đó rồi cái Tề Thiên mạnh quá, dữ quá, ông dùng vậy cái núi rung lên lúc lắc, cái rồi cỡ người ta về Thiên Minh Thiên Tướng trở về báo cáo đó, Tôn Giả đã làm cái hòn núi muốn lật đổ rồi. Thế là Phật lại cho một lá bùa đem lại dán lên nữa, dán lên cái đè cứng là Tề Thiên Đại Thánh. Ô mọi người thấy khoái cá Như Lai Thế Tôn, Phật Tổ Như Lai của mình ngon vậy đó. Tôi cười quá, tôi cười mà cười tội nghiệp. Nhưng mà những cái đó nó tác động như 1000 từ thông này nói người ta cũng không tin bằng, không tin bằng tao thấy cái đó. Cho nên tôi cười câu đó, tôi cười cái thân phận của tôi thôi. Thân phận của tôi là làm cái tiếp con người này, là những cái hiểu biết của mình đem nó nói ra, người ta nhiều người ta không chịu được.
người ta không nghe. Có những người còn ghét nữa, bởi vì nó không vừa ý người ta. Người ta phải nói rằng Phật tổ Như Lai của mình là cái thứ dữ dằn vậy thì mới quý chứ. Ở đây tôi là tôi coi cho nó được, tôi cười, cười tội nghiệp. Phật tổ không đi làm, không bao giờ đi dự những cái đám vậy. Không bao giờ Phật đi dự cái đó đó. Người ta cố ý người ta chửi mấy ông thầy chùa đó, thầy chùa mà ưa làm quốc sư đấy. Phật tổ Như Lai đi làm quốc sư đó chứ gì. Ngọc Hoàng Thượng Đế mới mời được chứ. Còn nếu mà ta tu, người ta ở trong núi, người ta ở trong rừng, người ta ở về, ở làm cây, ở mé biển, thì gặp đâu ở đó thì đâu có đi dự vậy. Để nói lên là Phật tổ Như Lai thích làm quốc sư, cho nên mới được Ngọc Hoàng mời, mà phải chấp hành cái ý chỉ của Ngọc Hoàng mà đè Tôn Hành Giả như thế, đè Tề Thiên Đại Thánh chửi đó. Mà mình không biết, mình tưởng được Phật tổ Như Lai mình ngon chứ, chẳng lẽ chẳng chè là Phật tổ Như Lai của mình đi làm quốc sư, mà làm quốc sư thì gặp Ngọc Hoàng là phải thất thọ gì dạng tế vạn vạn tế mới lại trước chứ. Chúc bệ hạ vạn tế vạn vạn tế. Đó là cái thủ tục đầu tiên, là ai ở trong triều đình đều là phải lại vua trước cái đó. Thế thì là Phật mà đi làm quốc sư thì cũng phải lại Ngọc Hoàng trước. Thế thì là cái đó không cần thiết cho đạo Phật. Ngô Thừa Anh viết cái chuyện đó là để nói lên cái đó. Còn nói lên rằng là tôn hành giả đó, là vì là hành giả, là cái người có thực hành chân lý mà tỏ ngộ được cái bát nhã ba la mật, gọi là tôn ngộ không à. Ông thầy ông đặt cho cái pháp danh là ngộ không. Ngộ không là tỏ ngộ cái bát nhã ba la mật, cái trí tuệ đáo bỉ ngạn, cho nên là không có thiên binh thiên tướng nào mà đánh nổi hết trơn, không ai đánh nổi, không ai chế ngự nổi cái trí tuệ bát nhã ba la mật. Cho nên người ta vượt ra khỏi tam giới, ta vượt ra khỏi cái luật lệ nghi tắc của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vượt ra tam giới đó. Vậy mà Phật Thích Ca nở đành đi ốc bàn tay lại để làm Ngũ Hành Sơn cái đè, để nói lên rằng là ba cái thành thầy chùa mà đi làm quốc sư á, để cuối cùng gặp vua là phải chúc bệ hạ tế tăng vạn tế vạn vạn tế, thì là có danh dự gì đâu. Đây mình nghe chỗ đó là nghe cũng phát ghét nữa. Thì chùa mình được làm quốc sư vậy mà nói kiểu đó vậy thì rồi sao, nghe phát ghét à. Ai không mê thầy mình làm quốc sư, thầy mình được làm quốc sư là ngon lắm đó chứ. Nhưng mà theo đạo Phật thì không thích cái đó, thích ở trong núi, ở trong rừng. Ở trong núi rừng cũng phải là cần núi rừng chi, nhưng mà mình thích cái chỗ, nghĩa là giống như là cái bài thơ tôi nói đó, rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an nhàn trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, việc cần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. À, cái người tu hành là cái quan cái quý nhất của người tu hành là viễn ly được cái việc trần thế. Ngày nào mà chưa viễn ly được là chưa quý đâu, dầu gọi là làm Phật sự, dầu gọi là tu hành mà chưa quý đâu, nếu mình chưa ly được cái việc trần thế. Tại sao cái người tu hành là phải cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly cái đạo. Từ cái ly đó mà nó sinh ra hỷ lạc. Ly sinh hỷ lạc là cái sơ thiền, là cái tu thiền định của các cái thứ thiền định ở trong dục giới.
thiền định nó có thiền có thứ định, nó có thứ định đó ta, cái mình định trong nội giới tu định, mà cái định đó nó chỉ là an lành, nó có được hạnh phúc thôi, chứ nó chưa có cái niết bàn chân thật. Thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn cái thứ định đó, là định ở trong tam giới. Có định, có thiền định, có an lạc, có hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, cái an lạc đó, nó còn sẽ quên đi lộn lại vui đó, rồi có thể buồn đó. An lạc đó, rồi có thể đau khổ đó. Cho nên cái định đó nó có, nó vẫn có kết quả, nhưng mà ta gọi là nó còn ở trong luân hồi, luân hồi sinh tử, luân hồi trục sao nẻo. Cho nên là muốn tu theo đạo Phật để cái phải tu cái thiền định vượt ra ba cõi. Mà tu thiền định vượt ra ba cõi là chỉ có thiền định là phải dựa trên kiến hoặc tư hoặc, phải đoạn trừ cho hết cái đó. Thiền định cách nào, bằng pháp môn gì, phải đoạn trừ cho hết kiến hoặc tư hoặc, là ra khỏi tam giới. Cả còn cái đó là không có ra khỏi tam giới, còn cái đó mà mong ra khỏi cái cõi ta bà là không có, đòi đi ở nước cực lạc là không có, là không trúng giáo lý đạo Phật, là không phải đệ tử Phật. Cái đó mình phải nói rõ ràng vậy đó chứ, không có nói lâu thôi được, không có nói ba phải được. Một là anh ở cực lạc, hai là anh ở ta bà, mà anh còn đội, anh còn sách còn nhiều quá là thì anh không đi cực lạc được, là anh phải ở ta bà thôi. Còn anh muốn qua cực lạc được để cho sung sướng thì anh phải quăng hết cái gì anh đội, anh sách, anh mang, anh gánh, anh gùi. Mà cái đó là cái đội sách mang gánh gùi đó là không ngoài tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ đấy. Thành ra là niệm Phật đó là phải niệm Như Lai nhá. Mà Như Lai là gì? Thế thì tóm lại là cộng lại là nó nằm ở trong pháp thân bát nhã giải thoát. Đó là nghĩa của chữ Như Lai, đó là pháp thân Phật đó. Đó, rồi còn phải niệm cái nghĩa ứng cúng nữa chứ. Đấy, chữ ứng cúng là nó nằm câu này đây. Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Phải niệm rằng Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng nha, là bậc toàn trí. Chữ ứng đây là đáp ứng, chữ cúng đây là cung cấp. Người nào muốn có được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát từng phần, được giác ngộ từng phần tới giải thoát trọn vẹn, Đức Phật sẵn sàng là người đáp ứng và cung cấp. Đấy, cái từ ứng cúng là vậy đó. Chứ không phải là ứng cúng là đi chiến đám. Trời Phật ơi, coi chừng nha, học trò tôi ơi. Học trò tôi dạy ngàn ngàn đó, ra trường lần cả ngàn ấy. Mà coi chừng đó. Mấy ông, mấy cô không học cho kỹ rồi, các ông, các cô nói bậy không vậy, học rồi để đi chiến đám, để lấy 300, 500, tụng Địa Tạng thì 3 triệu. Tổng Di Đà thì 1 triệu. A Di Đà Phật thôi, Phật Di Đà tội nghiệp quá, vậy là ông rẻ quá. Đức Phật Di Đà ơi, Phật Di Đà tội nghiệp ngài, ngài tu sao cái phước mỏng te hả? Bữa hôm tôi có làm bài thơ để tả phước mỏng te nè. A Di Đà Phật. Đây là tôi nói vấn đề tu hành mà cũng tu hành mà phước mỏng te. Đây nói tới thân phận, thân phận của Đức Phật A Di Đà. Rồi tôi sẽ triển khai rõ hơn nữa, nhưng mà bây giờ không có đủ thời giờ đâu. Cái tôi muốn nói nhiều lắm, Phật tử ơi. Ông Phật A Di Đà phước mỏng te, cho nên là tụng kinh A Di Đà là công đức trịnh triệu à. Mà tụng cái kinh Địa Tạng đó, Địa Tạng Bồ Tát bổn hạnh, Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, Địa Tạng được Bồ Tát bổn thệ, tức là bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thệ của Địa Tạng. Tụng kinh đó thì được từ 3 triệu cho tới 10 triệu, tùy theo người giàu vừa vừa hay là giàu lớn.
Còn tụng kinh Di Đà thì thường thường là 300, 500, chứ ít có tới 1 triệu nữa. Thế thì Phật Di Đà có phước mỏng te chứ gì. Cho nên là tôi nhớ tới ông Địa Tạng nên là tôi làm cái bài thi về về Địa Tạng đây này nhé, Bồ Tát Địa Tạng. Đây là tôi nói mình mặc phước mỏng mà của chúng sanh phàm phu à, chứ còn Địa Tạng không phải à nha. Địa Tạng tôi làm 6 bài Địa Tạng rồi, nói về cái công đức của Địa Tạng dữ dằn vĩ đại lắm, chứ không phải là phước mỏng te đâu. Nhưng mà điều chúng sanh nó làm mình thấy cái bậc tức giận. Cái này BBC dùng từ tức giận tôi phải đó, nó làm mình thấy mình tức giận cho nên mình làm bài thơ về đây nè. Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh ngành chăn mộ. Trời Phật ơi, Địa Tạng chăn mộ đó nha. Địa Tạng là lãnh cái ngành chăn mộ đó, tu hành là một tác vậy đó mà cuối cùng rồi lãnh cái ngành chăn mộ. Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề, nghĩa địa có lúc người ta đi thanh minh rồi thì còn vui, còn có lúc cái buồn tên vậy đó. Gió thảm mưa sầu dĩ dạ, buồn tên vậy mà Địa Tạng vẫn đứng. Có nghĩa rằng tới ba ông, có nghĩa rằng một ông, nghĩa rằng nhỏ nhỏ thì chừng mẫu thì làm chừng ông, mà nghĩa rằng hai mẫu làm hai ông, có khi là hai mẫu làm ba ông Địa Tạng đứng ở ngoài đó. Bởi vì một cái quyệt đó là 30.000, mà nếu mà làm Địa Tạng bằng đồng mà đứng lên đó thì những cái lô đất mà kém bên đó là từ 100.000 cho tới là 150.000. Cho nên là làm Địa Tạng ở trong nghĩa trang là lời dữ lắm, mà tiền thì tiền của những người bá tánh ở trong nghĩa trang đó hùng, mà bán quyền đất lên thì là thầy chùa à, cái chỗ đó đó. Ở cái chỗ đó đâu có ai thấy đâu, người ta cũng nói thầy mình làm đúng mà. Còn như tôi nói vậy là ta nghe ta bực lắm, ta buồn, ta ghét tôi, là tại vì tôi nói thiệt. Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh nghề chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Nắng hạ mưa trăng giải dầu sương tuyết, buồn tên vậy đó mà Địa Tạng không bỏ nghề, vẫn giữ nghề để giữ mộ đó cho tới không biết bao nhiêu năm thì mình không biết đó. Các vị thấy Địa Tạng Bồ Tát đáng tuổi thân không? Phước mỏng te, Bồ Tát Địa Tạng mà bắt đi giữ mộ thì trời Phật ơi, tôi nhìn cái này là tôi đau biết chừng nào, tôi xót biết chừng nào. Và tôi thương những người mua cái mộ có 3 triệu bạc mà giờ mua 100 triệu, tại vì là mình được chôn gần, chôn thân nhân mình gần Đức Địa Tạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử Phật mà cái kiểu này thì làm sao mà tôi thấy mấy vị đó là tôi tội nghiệp vô cùng vô tận, mà làm sao nói được. Tiền người ta nhiều quá, người ta làm vậy gọi là người ta trả hiếu cho thân nhân quyến thuộc người ta đấy. Nhưng mà sự thật đâu phải trả hiếu bằng cái kiểu vậy. Mua đất chi mà mắc vậy, đứng gần cái đó, cái tượng đó đâu phải tượng Địa Tạng đâu. Địa Tạng tôi nói sơ sơ cho các vị hiểu, Địa Tạng là tâm địa của các vị đó. Tâm địa của các vị mà cái thể tánh tịnh minh, mà cái chân tâm của thượng trú của các vị mà nó xuất hiện ra đó, nó hiển lộ ra đó, thì giống như là trên tay của các vị có một cái viên minh châu. Viên minh châu nó mà móc túi đưa ra cái là nó soi rọi tất cả những cái bóng đen trong tam thiên đại thiên thế giới đều tiêu tan hết. Ta nói đến cái giá trị của trí tuệ của minh châu nó ghi lúc vậy đó. Bóng đen bao nhiêu triệu năm mà có
cái bóng, có cái ngọn đèn cực mạnh. Hay là mình nói ví dụ khác là có cái ánh mặt trời bừng xuất hiện, thì cái ánh đèn bao nhiêu triệu năm mà có ánh mặt trời bừng xuất hiện thì thế giới nó trở thành sáng, giống như mình đang ở trong cái ánh sáng ban ngày của mặt trời vậy đó. Cái công dụng của Minh Châu là vậy đó. Minh Châu trên cái bàn tay hiện tại mà các vị thấy đó, cái bàn chỗ thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. À, cái viên Minh Châu ở trên bàn tay này là nó rọi toát một cái là cả tam thiên đại thiên thế giới đó. Đây là cái tâm, chân tâm của các vị mà xuất hiện ra thì nó vậy đó. Rồi thủ trung kim tích tránh khai địa ngục chi môn, cái chân tâm của các vị mà hiện hữu mà xuất đầu lộ diện trong cuộc sống đó, thì giống như trong tay của các vị có cái cây gậy sắt vậy, tích trượng là cái gậy sắt. À, gậy sắt đó đập đổ tất cả những cái địa ngục xây bằng cái gì cũng đều đập tan được hết, và những mọi thứ đau khổ xung quanh nào đều là quơ một cái rẹt cái là nó rạp hết. Nó giống như là Lý Văn Bá và có cái tay chì 1000 cân vậy đó. Hồi xưa trong truyện tôi đọc nó nói Lý Văn Bá có tay chì 1000 cân, nó ra lần 3 thằng thì cũng 1 chì, mà ra thằng 10 thằng thì Lý Nguyên Bá quơ ra là cũng một lần quơ. Thành ra mà cỡ 100 thằng á thì Lý Nguyên Bá nói tụi bây giờ được á, vậy là ta cũng tốt một lần thôi, quơ cái là chết đã hết. Thì cái tích trượng là để nói lên cái công dụng nó như vậy đó. Chốn thượng Minh Châu quan nhất đại thiên thế giới, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, tất cả những nguyên nhân đau khổ như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, cái gậy sắt đó của trong tay địa tạng đấy, tức là chân tâm mình đó, nó xuất hiện ra là tất cả nguyên nhân đau khổ đều mất hết. Giống như nó đập tan tành thì ta không có đập gì hết á, mà đập rồi đấy, ta dạy như vậy, kinh điển ta dạy như vậy đó, mà bây giờ mình bắt địa tạng ra giữ mã là sao? Cho nên nó đau, tôi nói nó đau nói không nổi. Mà nói với ai bây giờ đây? Chỉ nói một mình về đây thì nói chơi vậy thôi, tôi nói chơi đó nha. Phải tới gần xa, muốn nghe là nghe, không nghe ghét cứ bỏ. Tôi không hề buồn phiền gì hết, bởi vì tôi đã 80 năm rồi. Và tôi sống trong đạo Phật là hơn 60 năm rồi, tôi đã chịu trận rồi. Những cái mà gây mắt là cá tai nó nhiều lắm mà không hề làm sao để nói được. Không hề nói được. Mà tôi nói thẳng với các vị rằng là tôi là cái người mà bị khai trừ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam không nhất. Khai trừ không cho tôi tu đó. Nhưng mà có cái điều đó là cái thời kỳ đó là muốn khai. Rồi tôi muốn lại thì tôi lạ. Tôi mở trường, tôi dạy học, rồi tôi chơi với mấy người mà họ còn chơi đó. Rồi tôi mở trường, tôi dạy học, tôi lên mít trên. Rồi mở trường dạy học riết là thành ra rồi người ta nói thôi, giờ tôi không khai nữa. À, giờ mời về hợp tác, tôi đã khỏi cần mời. Rồi tôi nói giờ hợp tác, tôi đã khỏi cần hợp. Rồi nói thôi thì giờ là lãnh nhiệm vụ cho tôi, nó khỏi cần lãnh. Mà tôi cứ tôi dạy học không à. Mà đặc biệt là tôi mở trường đâu là dạy đó, mở trường đâu là dạy đó, mà dạy là yên nha. Họ mở trường dạy học là yên, không hề có rối rắm. Cho nên từ một cái trường Phật học, rồi 2 trường, rồi 3 trường, rồi 4 trường, rồi 5 trường, tôi tới 12 điểm, tôi mở 12 chỗ tôi dạy học. Nhưng mà dạy rồi thì học trò kiếm cái người mà nói thứ của tôi, nó không nói. Như là phải nói cái thứ của tôi, nó không nói. Là bây giờ nói như thế là người ta ít cúng quá đi. Rồi cũng có tiền đâu mua đất. Không tiền đâu mà làm nghĩa trang. Không có tiền đâu mà đúc địa tạng để mà bắt giữ mồ. Mà không làm cái đó thì tiền làm sao có vào được. Rồi là nghĩa trang bắt địa tạng giữ mồ nghĩa trang rồi còn phải cất cái chùa, cái chỗ đó nữa mới quý nữa chứ. Cái chùa để đặng mà ai mà buồn tình gì đó là hốt cốt lên đốt đưa vô rồi trong chùa mình thờ luôn. Ta làm cái đó nó giống như là thầu khoáng vậy đó, ta khoáng hết từ khi là người nào nó bệnh hoạn ha, bệnh hoạn thì kỳ an ha,
bệnh thì kỳ an, mà kỳ an trong vòng đó là 7 ngày tới 49 ngày mà không chết tới chừng chết rồi ha, thì lắm luôn, lắm luôn nhập mạch, lắm luôn như là hờm rương rồi kỳ siêu và bắt đầu kỳ siêu. Tôi mới làm một bài kỳ siêu này hay lắm. À, kỳ an đã là cái tái kỳ siêu hay chứ. Đây nhé, hễ còn bệnh thì kỳ an, mà an không hết là kỳ siêu. Mà trước khi kỳ bắt đầu kỳ siêu đó thì nó như thế này đây. Tôi có làm một cái bài gọi là bài thơ mới làm hôm qua đây. Tiếng vang từ đáy mộ nha, mà không được nói nhiều quá, xa quá thôi, để hôm nào tôi sẽ giới thiệu. Bây giờ tôi nói về vấn đề địa tạng Phước Bóng Te cái đã. Tôi có làm cái bài tiếng vang từ đáy mộ đây. Thôi giờ tôi đọc các vị nghe cái đã, nói nhiều lắm, còn nhiều lắm. Tiếng vang từ đáy mộ, đây là nói lên cái người mà cầu an không hết, không an. Bây giờ tới cầu siêu đây. Thầy ơi, ôi hỏi thầy ơi, con đang chết dập sống vùi thầy ơi. Đã chết thì dập vùi ở dưới mộ đó. Thưa thầy, con mất hai còn, con như quả bóng đá ra đá vào. Rồi khi chết rồi là giống như quả bóng vậy đó. Đá là mình ra ngoài mộ chôn mình dưới, xong rồi cái rồi ba bữa cái đá vào, mà đá ra cái rồi trong vòng nửa tiếng 10 phút sau đó cái lấp xong rồi cái đá vào trở vô bằng linh nhá. Đá vào là vậy đó. Con như quả bóng đá ra đá vào, rằng con đã chết đá ra. Lúc mà nói mình chết rồi là đá ra đem cho mình, giải rằng con sống đá vô linh sàng. Ở đó thì là nó trong sâu rồi là nó cho thầy chùa rước cái linh hồn sở vô, tức là nó đá vô. Con giờ giống như quả bóng vậy, đá ra đá vô. Dạy rằng con đã chết đá ra, dạy rằng con sống đá vô linh sàng. Hê ha thỉnh uống mời ăn, thân bằng cúng tế lăng xăng rộn ràng. Trời đất ơi, mình ăn không nổi mình mới chết. Mà mới chết vừa rồi cái rồi vợ nó đem mời ăn nữa. Mà mời ăn mà nó sợ mấy đứa kem giật ăn, cho nên cúng mình hai chiếc đũa, còn hai đứa kem hai bên là đứa chiếc. À như nào mà nó bằng kiểu kỳ quá. Mấy bà dạy kỳ quá, dạy gia chủ con kỳ quá. Thân bằng quý phục cúng tế lăng xăng rộn ràng, vậy con sống chết thưa thầy, sống sao tống khứ con ngoài mồ đơn, chết sao chẳng được yên mộ. Thế thì sống không an mà chết không được. Lôi lui kéo tới mời ăn thỉnh ngồi. Trời ơi, con đã chết rồi, con đã nằm mà ngồi không nổi, con mới chết đây. Mà giờ mới về đây rồi giờ mời ăn thỉnh ngồi, rồi đưa con ra mồ, rồi kéo con vô linh sàng, rồi mời ăn rồi mời ngồi, vậy thì con sao con chịu nổi đây. Thầy ơi, con sợ lắm rồi, linh sàng không ổn mà đáy mồ không yên, đâu là cực lạc niết bàn, bảo con siêu thoát linh sàng trói chân. Trời ơi, mời con biểu con đi cực lạc mà giờ lập cái linh sàng rồi trói chân đây đấy. Cái linh sàng này là cái chỗ trói chân con lại đấy, ở cõi ta bà lại. Vậy mà người ta làm được đó nha. Tổng kính là biểu con siêu thoát, nhưng mà bây giờ lập linh sàng là phải mời hương qua thánh nhi vịnh tâm phụng tỉnh vong hồn, lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thận cúng dường, từ tôn từ gì lệ tam ba. Thế thì làm sao con đi? Làm vậy là làm sao con đi? Cầu nguyện con đi, mà con đi được cái linh sàng này nó trói con làm sao? Đấy,
Trời ơi, ơi hỡi trời ơi, trời ơi, trời hỡi quay. Đẩy đi đẩy lại hình hành hà thân con, thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Chứ thầy cầu nguyện con đi rồi con đi không được, rồi thầy kéo lại đi con ăn là sao? Cho nên thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Thà con yên giấc đái mồ còn hơn thỉnh tới thỉnh lui bẻ bàn. Đường về cực lạc Tây Phán, tu hành sai lạc để trễ tràn. Thầy ơi, thầy ơi, khỏi tổng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu. Nếu cầu siêu mà thật sự có hiệu quả là con đã tiêu diêu cái ngày mà mới nhập mạch rồi mới đưa con đi cơ, đâu có để nay, đâu để tới giờ. Thầy ơi, khỏi tổng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu, hôm nay tuần thất con rồi, thân con dùi dập đái mồ đơn côi, lim sàng cực lạc hai nơi, thân dân hai chốn ở đi nơi nào thầy? Giờ con hai chốn đi đâu vậy thầy? Rõ ràng tiền mất tật mang, tiếng kêu quan khổ thấu trời cho chăng. Đây cái bài thơ này tôi mới làm ngày hôm qua. Đấy, giới thiệu sơ để sau này tôi giải thích kỹ hơn nữa. Đây, cho nên trong cái vấn đề tu hành của đạo Phật chúng ta, tôi muốn tăng sĩ cũng như tu sĩ nên mở trường Phật học, học đào tạo tăng ni. Mà cơ khổ tôi là 80 năm tôi mới mở cái trường, bây giờ là tôi đã 20 năm dạy học, ngàn năm nào cũng có người dân thờ biểu lại phải đóng cửa trường để tu, để cho tăng ni ở nhà tu. Mà tôi chấm 20 năm rồi tôi không đóng. Bây giờ là cũng mới gửi cái văn thơ bảo phải đóng cửa để tăng ni ở nhà tu. Mà tu cái gì mà dốt nát ngu si thì làm sao hiểu được mà tu. Vậy mà năm nay tôi phải chấp nhận là đóng cửa trường đây. Đấy, lần trước tôi có nói lần rồi, bây giờ tôi nói tính vấn đề này đi nữa nè. Tu sĩ mà giảng kinh không được, tu sĩ mà nhận thức không được về giáo lý Phật, tu sĩ mà không biết ngũ uẩn là gì, ngũ ấm là gì, tu sĩ mà không biết niệm Phật đi về đâu và niệm kiểu nào và tu sao, mình mà để về nhà mà tụng kinh để làm đám trong ba tháng hạ để cho ngồi đỏ trời đó vậy đó, để xứng đáng vậy đó gọi là tu. Cái đó là cái mà mấy mươi năm rồi tôi chịu cảnh là mấy mươi năm rồi trên cõi đời này nè. Đấy, cho nên tôi nhớ tới thân Phật, thân phận của Đức Phật A Di Đà là cũng không hơn gì Đức Địa Tạng bao nhiêu. Tổng kinh Di Đà thì nó cũng đức có là vài ba trăm mà tổng Địa Tạng thì cũng đức là 3 triệu, có 6 triệu, có 6 triệu thì bộ được một cuốn là được là 2 triệu. Rồi cái người nào khá hơn nữa là công đức 10 triệu, là tụng cuốn Địa Tạng vậy là được là 3 triệu 3. Thành ra Địa Tạng còn khá hơn Di Đà đó nha. Trời, Phật ơi, Phật ơi, chứng minh coi, hàng đệ tử của Phật bằng ăn trên xương máu của Phật vậy hả? Mình là tôi nói là bữa nay là tôi nói mới tới cái chữ Như Lai thôi à. Rồi còn ứng cúng có chữ ứng cúng nha, mai còn nói tới ứng cúng trở xuống nha. Đức Phật là cái người ứng cúng, ứng là đáp ứng, cúng là cung cấp, ứng cúng mọi trình độ, mọi căn cơ, chỉ con đường tu tập, dạy phương pháp giác ngộ giải pháp cho tất cả mọi người. Thế thì niệm Phật là niệm Như Lai, niệm ứng cúng. Hết giờ, xin dừng tại đây. Mong ai là đệ tử Phật, tăng ni trẻ, tăng ni trẻ chứ còn tăng ni già thì hết có nói được rồi.
Cũng như người tục ngữ có câu là uống tre rồi uống thở còn măng. Chứ tre mà già rám rồi uống đổ hết rồi không bao giờ nó được. Cũng như là câu tục ngữ khác đó, nói là dạy con là dạy thở còn thơ, dạy vợ là dạy thở ban sơ mới về. Cho nên là bây giờ là nếu mà muốn dạy là phải dạy tăng ni trẻ, bồi dưỡng tăng ni trẻ, phải học kinh pháp, thành kinh pháp, sống là kinh pháp. Chứ để già rồi thì chỉ có cái nước là quẹt lửa và đốt rừng cho cái rừng tre nó cháy, chứ còn uống cái gì. Cho nên là năm nay tôi vẫn chiều chuộng đó nha, tôi vẫn chấp hành, không chấp hành không được. Đốt cái rừng để tu A Di Đà Phật. Xin Phật tử gần xa để ý coi cái cách tu hành như vậy thì tu sao. Hết giờ, xin gần đây chúc quý vị khách quan mà nhận thức, khách quan mà tư duy, khách quan mà tiếp thu ứng dụng chánh pháp trong cuộc sống của mình. Mình có thể có niết bàn tinh thần thật sự đấy, mình có thể an lạc tinh thần thật sự, mình có thể chuyển khỏi ta bà thành tịnh độ thật sự. Chứ không phải nói để chơi, không phải nói gạt, không phải nói để lấy tiền, mà giáo lý của Đạo Phật đem lại sự an lạc thật sự cho Phật tử đấy. Mong các vị hãy chính chắn mà nghĩ suy. Xin chào tất cả các vị.